chiếc áo đến từ Dread Mama. Cái hình lên này thì thật sự rất tệ nha. Hình lên này là siêu tệ luôn, các bạn có thể thấy. Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'm tired of my chest. Hello, xin chào các bạn, chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Huy Bôn. Ok, thì ngày hôm nay tất cả chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với lại series Unbox and Review Local Brand. Và sắp tới thì chắc là sẽ có rất là nhiều đồ và quần áo, tại vì một cái tháng vừa rồi thì mình đã cùng với mọi người làm một cái daily, một cái chuỗi daily. Thì sắp tới thì tất nhiên là mình vẫn sẽ duy trì cái chuỗi daily đó, nhưng mà nó sẽ là một cái chủ đề mới, bực mới với mọi người thôi. Một đôi giày và một cuộc sống hàng ngày. Và như bao lần, mình lại có một cái thông báo dành cho tất cả các bạn. Thì tất cả những sản phẩm trong video này đều là những sản phẩm được gửi đến từ những cái brand, và mình sẽ là người trải nghiệm và review. Như cái đoạn intro mà mọi người đã thấy á, thì đây, mình sẽ cho mọi người xem một chiếc áo đến từ Dread Mama. Và đây là, mình có thể nói đây là một trong những thất bại cũng như là thất vọng của bản thân mình về cái sản phẩm này. Đây cho mọi người xem. Thì mình cũng chia sẻ luôn là cái áo này là của anh em trong ekip của mình, bạn photo và cameraman của mình. Thì đây là cái áo mà mình mua. Cái này là hai sản phẩm này hoàn toàn là mình mua, và mình cũng khẳng định luôn là từ trước đến giờ mình chưa nhận bất kỳ một booking nào đến từ Dread Mama, không hề luôn nha mọi người. Dù chỉ là một video nhỏ ở đâu đó, mình cũng chưa từng nhận booking của brand này. Và đây là trải nghiệm thực tế của mình thôi. Và các bạn cũng nhớ là mình đã nói với các bạn rồi là sản phẩm về chất liệu và chất lượng của chất liệu trên cái áo của Dread Mama là rất là tốt. Thì đây cho mọi người xem, mọi người thấy không, bo cổ còn rất đẹp luôn. Và cảm nhận của mình khi cầm cái chiếc vải này, nó còn đẹp hơn cả cái thời điểm mà mình mới mua luôn á mọi người. Nhưng mà cái hình nên này thì thật sự rất tệ nha. Hình nên này là siêu tệ luôn, các bạn có thể thấy nó dường như là hư hết rồi, và chúng ta không thể nào mà mang cái áo này được nữa. Và cái áo này là một trong những cái minh chứng để mình có thể khẳng định với các bạn là chất lượng hình in của cái áo này của Dread Mama là hoàn toàn là không tốt đó. Và đây cũng là thêm một cái nữa, đợt đó mình mua hai cái cho hai bạn trong ekip mình mang. Đây, đối với cái này á thì nó sẽ không có hiện tượng bị nứt nhiều như vậy, nhưng mà các bạn có thể thấy nè là nó vẫn bị chóc hình lên rất nhiều rồi. Nói chung là nó cũng hư nhiều lắm mọi người. Đây, trên cái chữ B này cũng như thế, các bạn thấy không? Đó, để mà nói là do việc giặt ủi không đúng cách thì thật sự là mình nghĩ là không đúng. Tại vì nếu mà giặt ủi không đúng cách á, thì cái phôi áo này, cái chất liệu áo và cái bo cổ của áo này nó đã phải hư rồi. Nhưng mà các bạn có thể thấy là áo còn rất là đẹp luôn, chất liệu vải còn rất đẹp nha. Đây, cái áo mà có hình in hư nhiều nhất đây mọi người xem. Bo cổ nè, còn rất là đẹp luôn. Đó, và chất vải cũng còn rất đẹp, chỉ có hình in bị thì tất nhiên là mọi người cũng thấy rõ một điều là cái chất lượng hình in nó không được tốt. Mình làm cái video này chỉ để chia sẻ với mấy bạn là sau cái khoảng thời gian sử dụng thì nó sẽ gặp những cái vấn đề như thế nào, chứ không muốn là đôi co hay bắt brand phải đền gì cho mình. Tại vì cái việc của mình á là mình sẽ phản ánh lại cho tất cả các bạn để các bạn biết, cũng như là bạn nào mà có cái vấn đề giống vậy thì mọi người chia sẻ phía bên dưới. Đây không phải là video mình bóc phốt hay là muốn tạo drama gì hết. Cái việc mà brand sẽ xử lý như thế nào thì mình cũng không biết, nhưng đây chỉ là góc độ chia sẻ cá nhân cũng như là những gì mà ekip của mình đã trải nghiệm và đưa ra cho tất cả các bạn xem. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cái việc này. Xin lỗi mọi người vì một cái mở đầu nó không được tích cực cho lắm. Ok, thì bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với hai chiếc hộp đến từ bộ đôi nhà Non Studio với lại Beat. Ok, thì trong đây thì nhớ là có hoodie nè, có hoodie zip nè, có áo thun nè, có varsity. Cái hộp này nặng chắc là mấy cái áo thun với lại hoodie. Mình sẽ mở mọi người. Mình không biết là khi mà mấy bạn được ship tới thì nó sẽ như thế nào, mà mình nghĩ là do đây là cái sản phẩm mà của mình là nhiều lắm nên là được đựng trong cái hộp bự như thế này. Còn không biết của các bạn thì như thế nào thì cái này mình không rành nha. Chúng ta chỉ có một sản phẩm đến từ Non Studio nên là mình sẽ để cái Non Studio này qua một bên, tí nữa chúng ta sẽ review sau. Còn bây giờ thì sẽ là những sản phẩm đến từ Beat in Beat. Bây giờ mình sẽ lấy một chiếc hoodie zip ra. Đây cho mọi người xem, đây là chiếc hoodie zip. Trước tiên là mình thấy cái tag này đẹp nha. Cái tag này đơn giản nhưng mà đẹp. Đó, nó màu đen và cảm giác là nhìn khá là sang. Tiếp theo là mình sẽ cảm nhận về độ nặng của cái áo này. Thì áo này khá là nhẹ và chất liệu cũng mỏng. Chất liệu của áo này là nỉ bông nha mọi người.
đây cho mọi người xem. Cái chỉ tiêu để mà một chiếc hoodie zip hoặc là một chiếc hoodie nào đó khiến cho mình cảm thấy sướng hoặc là cảm thấy đẹp thì nó sẽ phải hơn cái này nhiều lắm. Nhưng mà về cái tính tiện dụng và cái độ thoải mái khi mà chúng ta sử dụng cái hoodie này, mình nghĩ nó sẽ rất là cao. Tại vì chất liệu nó không quá dày, và mang thì chắc chắn rồi, mang hoodie là đảm bảo nóng, nhưng mà cái việc là mang nó mỏng thì nó sẽ kiểu thoải mái hơn cho chúng ta. Kiểu mang một cái hoodie mà nó nặng quá thì nó cũng sẽ khiến chúng ta hơi khó chịu trong cái việc là đi lại hàng ngày đó. Thì những chiếc hoodie mà nó vừa phải như thế này thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp. Trước tiên chúng ta sẽ thấy một cái thiết kế với những cái dòng chữ tên brand đó. Cái này thì in thẳng, còn cái này thì in ngược lại cho mọi người xem. Đây, cái màu này hay nha. Mình thấy là cái màu này đi lên trên cái áo này nó hợp lý, so với cái việc là nếu mà dùng một cái màu trắng thì nó sẽ bình thường quá, nhưng mà dùng cái màu kem kem ngà ngà thế này thì rất là đẹp. Đây cho mọi người xem cái chi tiết hình in. Đây cho mọi người xem chi tiết hình in thì đẹp, sắc nét nha. Và để mình xem coi nào. Thực ra cái việc mà mình kéo hình in bây giờ nó không giải quyết được nhiều vấn đề đâu mọi người, mà chúng ta sẽ xem cái chi tiết cũng như là cái độ hoàn thiện và cái độ dày của hình in. Thì sự là cái này mình nghĩ là in tốt đó. Đây cho mọi người xem. Như mình thấy thì mình sẽ mang size S nha. Và mức giá của em nó là 790.000. Một cái mức giá cũng không phải là rẻ cho một chiếc hoodie zip. Và cái hoodie zip này sẽ có zip 2 chiều. Cũng có nhiều bạn nói là ủa sao mắc mới phải dùng zip 2 chiều làm gì. Thì thực ra là dùng zip 2 chiều nó có cái hay của nó mọi người. Mang lên nó cũng có nhiều cái cách để mang hơn. Đây là đường kim mũi chỉ, mình cho các bạn xem. Cái áo được gửi tới cho mình thì đường kim mũi chỉ rất là đẹp nha, không có hiện tượng là chỉ thừa hay chỉ lệch gì hết. Đây. Và đối với cái áo này thì có mức giá là 740.000 nha mọi người. Thì với mức giá này mình nghĩ là nó không phải là rẻ. Thật sự đối với bản thân mình, đối với một chiếc áo hoodie zip như thế này thì nó cũng không phải là rẻ đâu mọi người. Thì chúng ta sẽ có một cái phần túi như thế này và có cả một cái nút, có khắc cả logo của brand, rất là chỉnh chu nha. Nút bấm sướng lắm mọi người. Khóa zip mượt nha mọi người. Mình cảm giác là cái brand này những cái chi tiết nhỏ của họ làm rất là tốt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một chiếc hoodie màu be. Cái bề mặt vải phía mặt trước nè mọi người, rờ lên rất là thích, kiểu cảm giác nó rất là dày dặn luôn á. Nhưng mà độ nặng thì vừa phải thôi. Cảm giác bên trong, đây bên trong thì vẫn là nỉ bông nha. Nếu mà các bạn sờ lên cảm giác nó kiểu nó cứng cứng cáp á, ví dụ như gọi là ta săn chắc đi, ừ thì nó giống giống vậy như vậy đó. Thì cái hoodie này mình cảm giác là đẹp, màu sắc ok la lắm luôn á. Nhưng mà nếu mà các bạn để ý kỹ thì sẽ thấy đây một cái hiện tượng đơn giản thôi, là cái màu áo với lại cái màu bo nó sẽ không được đồng màu nè. Rồi nhưng mà được một cái là họ chọn một cái màu bo cũng gần tương tự được cái màu áo. Thì nếu mà nhìn sơ qua thì chúng ta cũng sẽ không thấy nó bị bật lên khỏi cái tông áo, thì nhìn nó vẫn đẹp nha, chứ nó không phải là bị lệch màu quá. Thấy là cái áo mà gửi tới cho mình là đường kim mũi chỉ đi nét lắm luôn á. Size mình mang vẫn là size S nha mọi người. Và mức giá của áo này là 690.000 cho một chiếc hoodie. Thì với một chiếc hoodie với mức giá 690.000 thì nó cũng không quá lạ với bản thân mình. Đây là cái phần nút. Phần nút thì vẫn giống như trên chiếc hoodie hồi nãy nha mọi người. Form của chiếc áo hoodie này là form boxy. Và cá nhân mình thì mình thấy là lên form đẹp. Còn phía mặt trước chúng ta sẽ có một cái chữ B được thêu như thế này mọi người. Theo thì chúng ta sẽ có một sản phẩm đến từ Non Studio. Ồ cái áo này mình mang size XS hả? Áo này size XS nha mọi người. Nhưng mà mình cảm giác là nó bự lắm. XS mà mình mang còn thấy vừa luôn rồi á. Thì mình nghĩ là các bạn nên chọn size cho nó kỹ nha. Cái áo này, đây cho mọi người xem. Mình thấy thì dạo gần đây có rất là nhiều brand họ làm những chiếc áo mà in hình những cái người nghệ sĩ hoặc là những cái người nổi tiếng lên trên áo rất là nhiều. Và mình thì không ủng hộ lắm về cái việc đó. Thực tế ra thì cái đó nó sẽ gọi là người ta
thiết kế lười á mọi người. Nhưng mà có một cái điều phải khẳng định là một trong những số đó là có những cái áo rất là đẹp. Điển hình như cái áo này, tại vì mình cũng được nhận rất là nhiều những cái lời mời làm mấy cái áo rồi, nhưng mà đây là một trong những cái áo mà mình cảm thấy ok la nhất. Đây cho mọi người xem. Đó, thiết kế đơn giản, màu áo là màu kem nha mọi người. Chúng ta có một cái logo của brand ở đây và hình in là hình in cham. Nên là khi mà chúng ta kéo ra hình in nè, mọi người sẽ thấy là nó sẽ tách cái phần vải cùng với phần mực ra nè. Đó, mọi người thấy không? Đó. Nói chung á, là về cái độ sắc nét trên cái áo này á, là thực sự là cao nha mọi người. Các bạn có thể xem hình in nè. Hình in là chi tiết nè. Đó. Đây cho mọi người xem. Chi tiết của hình in này tốt lắm nha. Cá nhân mình đánh giá là hàng ngon đó, chứ không phải là hàng thường đâu. Đây cho mọi người xem cái bo cổ. Sao mình thấy mấy cái đường kim mũi chỉ của brand này làm tốt quá ta. Mấy cái áo nãy giờ mình cầm là hầu như là đường kim mũi chỉ đi đều đẹp lắm luôn á. Thì không biết là mọi người khi mà được nhận sản phẩm thì nó sẽ như thế nào. Kể cả cái phần tag ở phía đằng sau xử lý cũng rất là tốt nha. Đây, mình cho các bạn xem. Xử lý mấy cái đường kim mũi chỉ này rất là ổn luôn á. Nè, cho người xem. Đây là cái tag. Thông tin sản phẩm size XS nè, 100% cotton. Và về phía mặt sau thì chúng ta sẽ có những cái dòng chữ như thế này. Đây, chất lượng của những cái chữ in này theo mình thấy là nét, rất nét luôn. Màu đi rất là đều. Cá nhân mình thì mình thật sự thích cái áo này. Cái áo này mang cái vai mình hợp với mình. Và mình thích cái áo này. Mức giá là 550.000. Mà mọi người nên trải nghiệm thử cái áo này nha. Áo này đẹp đó. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stop. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một cái sản phẩm. Một chiếc Varsity. Giá thật nha mọi người. Trước tiên mở ra chúng ta có một cái túi. Wow, xịn ta. Mấy bạn đợi mình xíu. Thì khi mà các bạn mua cái Varsity này, chúng ta sẽ có một cái túi như thế này. Cái túi này thì mình nghĩ là các brand nên học hỏi là những cái Varsity thì nên bán theo kèm, bán kèm cũng được hoặc là tặng thì tốt hơn. Một cái túi như thế này để chúng ta bỏ những cái áo Varsity vào. Thì mình có từng nói cái vấn đề này từ khi hình như là Tết năm trước, khi mà mình review những sản phẩm của Virtual á, thì mình đã nói rồi. Đây thì một cái này nó sẽ hoạt động như thế này nè mọi người, là khi mà chúng ta gấp nó lại á thì nó sẽ thành một cái giống như một cái túi sách, và nếu mà chúng ta mở ra chúng ta sẽ bỏ cái Varsity vào trong đây. Đây mình cho các bạn xem, và các bạn có thể treo vào trong tủ đó. Ở bên trong thì chúng ta sẽ bỏ cái Varsity vào trong đây và treo lên trên tủ, rất là ok luôn á. Cái này là một trong những cái gọi là good đến từ Beat nha. Ok, thì đây một chiếc Varsity. Nặng tay quá, cầm lên nãy giờ mỏi tay luôn á. Đây cho mọi người xem, đây là tổng thể trên chiếc áo Varsity này. Mặt sau nói chung á, là về phần thiết kế thì mình thấy rất là quen thuộc rồi, nó cũng không có quá nhiều điểm khác biệt. Và bản thân mình nha, thật sự cái Varsity này nếu nó có một điểm nữa thôi thì mình nghĩ là nó sẽ là một cái điểm gì đó mới mẻ và thu hút mình rất là nhiều luôn á. Đó chính là cái phần cổ này, nếu mà sử dụng cổ bẻ thì sẽ đẹp hơn rất nhiều. Mình tin chắc là như vậy luôn. Vì cái thiết kế này, cái design này nó sẽ rất hợp với lại cái cổ bẻ đó. Nhưng mà tạm bỏ qua cái vấn đề đi. Theo những thông tin mình được biết á, thì cái tay này được lấy từ chất liệu, đó chính là da bò Napa. Và đây là một trong những chất liệu mà mình thấy là ở trên những cái da của những chiếc ghế, ở trên những chiếc xe hạng sang á, cũng sử dụng nha mọi người. Và đây cho các bạn xem cái phần bề mặt da. Thật sự là nó khác biệt lắm mọi người, cầm lên rất là đã nha. Oh wow, nó có một cái vết bị chày ngay đây. Đó, nhưng mà mọi người có thể thấy cái mùi da nó không quá nồng nặc, nhưng mà cái mùi da thì nó sẽ hơi có cái mùi khét đó nha mọi người. Và trên tay chúng ta sẽ có số 22 được thêu xù như thế này. Và với một cái mức giá 2.490.000 cho một chiếc Varsity tay da thật, thì thật sự đây là mức giá rẻ và không hề mắc một chút nào hết mọi người, thật sự luôn. Và đây cho mọi người xem form và cái độ phồng của cái áo, rất là đã nha.
cái độ phòng họ chằng bông ở cái lớp chằng bông bên trong á rất là sướng. Từ từ mình cho bạn xem sau. Đây chúng ta có một cái chữ B được thêu xù và những cái dòng ngôi sao. Bên này thì có những dòng chữ được thêu. Chi tiết hình thêu này các bạn có thể xem. Chi tiết hình thêu này mình đánh giá là 9 trên 10 nha. Và ở bên cái tay bên phải thì chúng ta cũng sẽ có những cái dòng chữ được thêu ở phía bên dưới. Nhưng mà đối với cái này thì chúng ta vẫn có thể phát hiện là đây, thêu vẫn chưa được đẹp nè. Đó, mọi người thấy không? Phần bo. Đây, cho người xem phần bo. Phần bo này thì không quá dày. Nói chung là nó phù hợp, nó vừa phải. Nhưng mà gọi là phần bo đẹp xuất sắc thì mình nghĩ là chưa tới được cái điều đó. Bên dưới, phần bo nó cũng giống như là cái bo cổ thôi mọi người. Cái phần nút này tạo cho mình cảm giác là chắc chắn, bấm rất là sướng nha. Đây, cho người xem. Bấm rất êm luôn. Người thấy không? Bấm vào không có nghe tiếng. Nè. Chắc chắn ha, không có dễ bị bung ở đâu. Đây là phần lót bên trong. Phần lót bên trong là một cái màu rất là đẹp nha. Hình như trên camera mình nó đang hiển thị sai cái màu này, nhưng mà ở bên ngoài thì nó sẽ hơi ám xanh một chút. Đó, nhìn rất là đẹp luôn nha. Thật sự là cái Varsity này quá là chỉnh chu luôn á. Đường kim mũi chỉ cái thứ rất là đẹp nè mọi người. Xứng đáng với 2 triệu mấy. Và nó là một sản phẩm, một cái item đáng để có trong tủ quần áo. Từ packaging cho tới mọi thứ đều rất là đẹp. Đây cho mọi người xem mặt sau. Thì những cái hình thêu ở mặt sau, cá nhân mình thì mình thấy là nếu mà nhìn tổng quan thì khá là đẹp. Nhưng mà nếu mà để mà gọi là chi tiết á, thì chúng ta cũng đã thấy nó cũng sẽ có những cái điểm chưa được ok lắm. Là những cái đường thêu này nó vẫn sẽ có những cái cộng chỉ thừa ra. Nhưng mà nói về độ hoàn thiện thì cái áo này đã đạt được tới cái mức rất là cao rồi mọi người. Với cái tầm giá đó và họ làm cái áo này thì thật sự là xứng đáng để cho các bạn trải nghiệm. Và cái phần wood ở trên cái phần thân của áo này cũng rất là đã. Nhưng mà cái này nha, nó sẽ rất là dễ bị đổ lông. Nên là các bạn khi mà sử dụng mua sản phẩm này thì các bạn nên để ý. Cũng như là cái việc là mọi người nên có cách giặt hợp lý nhất. Và mình khuyên các bạn là cũng đừng nên giặt nó làm gì hết. Các bạn muốn giặt thì có lẽ là phải đầu tư một chút, đi ra ngoài tiệm giặt hấp hoặc là giặt khô. Đó. Hello mọi người, đây là một trong những chiếc túi mới cũng như là một cái màu sắc mới cho bộ nhận diện thương hiệu mới đến từ thương hiệu Bit hay là Buy. Đây cho bạn xem, chúng ta có một cái túi rất là to luôn, siêu to. Rồi, tiếp theo thì chúng ta có hai chiếc hộp với màu sắc là màu xanh. Dễ thương ha, cái phần màu sắc này rất là đẹp. Tiếp theo để mình xem nào. Bên trong, ở đây có rất là nhiều thứ tiếng nhưng mà lại không có tiếng Việt. Đây, các bạn thấy không? Mình không rõ cái này là cái gì nhưng mà không hề có tiếng Việt. Và đây mình sẽ cho bạn xem bên trong cái hộp thì sẽ có những gì. Đây. Một cái hình. Đây là một sản phẩm. Theo như mình thấy, nó sẽ thiên hướng về việc bảo vệ môi trường nha mọi người. Những cái thông điệp sẽ được để ở phía mặt sau. Và đây là một cái bộ nhận diện thương hiệu mới đến từ brand. Đây, nếu các bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn có thể bấm follow lại và đọc. Bên trong thì chúng ta sẽ có một chiếc nón. Và chiếc nón này rất là nặng nha. Đây, mình sẽ cho bạn xem một chiếc nón khùm. Đó, một chiếc nón khùm. Đây, chúng ta sẽ có một cái phần khóa nhôm nguyên khối nha mọi người. Cái này nhìn rất là nét và rất là xịn sò luôn. Nhưng mà cảm giác là nó hơi nặng đó mọi người. Đây, đóng vào. Đó. Cái giá mà các bạn phải trả đó chính là 480.000 cho chiếc nón này. Thật sự là một mức giá không hề thấp một chút nào. Đây, phía mặt sau thì chúng ta sẽ có tên của brand. Cái này là một cái miếng cao su nha mọi người. Và phía bằng trước, chữ khùm sẽ được thêu. Thêu đẹp nha mọi người, thêu chi tiết lắm nha. Đường kim mũi chỉ trên nón. Đường kim mũi chỉ trên nón đẹp nè. Mọi thấy không? Và cái form nón này thì là một cái form nón sẽ rất là dễ mang. Nhưng mà mình không biết là cái này mang lên nó sẽ ảnh hưởng gì hay không. Nhưng mà
khi mà cầm thôi là nó đã khá là nặng rồi. Các bạn cũng có thể thấy ở phần mặt trong thì chúng ta sẽ có một cái tag như thế này. Cá nhân mình thấy khi mà đội lên thì cảm giác nó cũng không quá nặng đầu, nhưng mà cái phần ở phía đằng sau này nè, chúng ta sẽ có cảm giác gì đó nó hơi gọi là gì ta, nó hơi có một cái lực gì đó, nó vẫn luôn vô hình ở đằng sau đầu chúng ta. Nói chung là về cảm giác mang thì không được thoải mái cho lắm, nhưng mà về form nón các bạn có thể thấy, mình thấy là đẹp đó. Về form nón các bạn thì như thế nào, hãy để phần comment nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một sản phẩm áo thun đến từ brand này. Thì trước đây mình có thấy brand này có một cái áo thun với cái bo cổ mà nhìn ở trên hình thì rất là đẹp, không biết thì hôm nay sẽ như thế nào. Thực ra là diễn thôi, tại vì mình đã cầm cái sản phẩm này rồi mọi người. Ok, đây cho mọi người xem. Ui, có giấy thơm nữa nha mọi người. Đây, một chiếc áo. Chiếc áo này thì có mức giá là 450.000 nha mọi người. Cầm lên trên tay thì chất vải của áo này mỏng nha mọi người, mỏng. Thứ hai là về bề mặt vải, thì bề mặt vải của áo này mịn. Để mình xem. Lúc đầu mình nhìn mấy cái này nè mọi người, mình tưởng là áo của mình nó bị dơ hay nó dính cái gì, nhưng không phải mọi người. Đây là thiết kế nha, đây là design nha. Các bạn để ý kể, bạn sẽ thấy cái hình mà mờ mờ phía đằng sau á là một hình angel có cánh đó mọi người. Đó. Và cái tag màu hồng này cũng là một trong những cái đặc biệt trong một cái bộ sưu tập, mình sẽ để tên lại cho mọi người xem. Cái chất vải này thì mọi người thấy nó cũng khá là dễ nhăn, nên là nếu mà các bạn muốn may nó đẹp thì đơn giản thôi, các bạn dùng bàn ủi, các bạn ủi nha. Nhiều bạn thì nói là áo thun thì mắc gì cần phải ủi, thì bạn muốn may nó đẹp, muốn may nó phẳng thì bạn phải ủi thôi. Còn nếu mà bạn không muốn ủi thì đâu ai mắc bạn ủi đâu, nên là bạn đừng có nói là cái việc làm mặt đẹp thì mình phải hy sinh chứ mọi người, phải đi ủi chứ. Đó, đây là cái bo cổ. Cái bo cổ này thì mình thấy là hay là do hồi đợt đó là chụp hình lên nhìn nó đẹp ta, chứ còn cái bo cổ này mình thấy cũng bình thường, bản to. Đây thì những cái bo cổ mà dạng bản to thì nó sẽ có những cái nguy cơ bị gợn sóng hoặc là bị giảo cổ, thì cái vấn đề đó là chuyện đơn giản và dễ hiểu thôi nha mọi người. Nhưng mà cái bo cổ này dày, không phải mỏng nha, bo cổ này thuộc dạng là dày đó mọi người. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái phần tag. Mình thấy bên brand này làm cái tag rất là đẹp nha. Đường kim mũi chỉ, các bạn thấy cái này thì dạng như là may lộn ngược ra bên ngoài nè. Đây mình sẽ kéo cho mọi người xem. Hình in chắc chắn nha mấy bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có hai sản phẩm đến từ một cái brand khá là mới, có tên là Hidden Culture. Hy vọng là mình đọc đúng, không đúng thì cho mình xin lỗi nha. Đây, mở ra thì chúng ta sẽ có một cái túi tote như thế này. Đây, màu nâu và in tên brand ở mặt trước như thế này mọi người. Nói chung là về cái túi này thì mình đánh giá rất là cao nha. Thay vì bỏ mấy cái bọc kính hay là mấy cái túi zip thì mình nghĩ là cho cái này nó ok la hơn, chúng ta đựng được đồ nữa. Phần hộp thì chúng ta sẽ có phần hộp như thế này nha mọi người. Bên trong thì sẽ có giấy gói. Rờ lên thì cái phôi áo này cũng không phải là quá lạ đối với mình, thì đây là một cái chất liệu vải rất là ok la. Khi mà chúng ta cầm nó giống như là cái chất vải của Dread Mama vậy đó mọi người. Chất vải sẽ là cô tông hai chiều dày dặn nha mọi người. Và đây cái phần bo cổ, các bạn thấy không, bo cổ bự. Và cái chất vải này rất là ngon luôn. Nếu mà các bạn giặt bình thường thôi, nếu mà giặt sấy thì chắc chắn là nó sẽ bị co lại nha. Giặt đem ra mấy cái tiệm giặt sấy á là chắc chắn sẽ bị co lại, tại vì mình có quá nhiều cái chất liệu này rồi. Nên là nếu mà bạn nào mà là sinh viên á mà muốn đem giặt sấy mấy cái áo này thì nó hư, đừng có buồn nha. Bất ngờ đây, chúng ta sẽ không có size mà gọi là size SML, chúng ta có size vừa nha. Mình cũng không biết là mấy size nhỏ hơn thì gọi là size gì, size nhỏ, size vừa với size lớn hả? Mình nghĩ là như vậy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái chi tiết in phòng màu hồng như thế này. Cái này thì nó lại khiến cho mình nhớ lại cái áo của Dread Mama. Cái này thì không quá phòng đâu, nhưng mà cái này mình không biết phải làm sao để kiểm chứng được cái độ bền của nó, nên là chắc là mình phải đưa cho mọi người trong ekip để mọi người sử dụng và trải nghiệm thử. Còn về cái việc là kéo hình in này ra thì với mấy cái này nó không vấn đề mọi người ơi. Đó,
nên là sẽ phải cần một thời gian sử dụng. Và nếu mà nó có vấn đề gì đó, mình sẽ cập nhật cho tất cả bạn ở trên những video. Nên là những bạn nào á mà cứ theo dõi xuyên suốt những video của mình, rồi đọc những cái phần description và đọc những cái phần comment mình ghim, thì bạn sẽ biết là những sản phẩm nào nó đang có vấn đề gì, là mình sẽ chia sẻ với các bạn hết. Mình xem đường kim mũi chỉ đi nè. Ok là phết luôn á. Tôi có nói mọi người rồi là tôi chọn lọc những cái sản phẩm đó, nhưng mà tôi cũng luôn luôn đặt một cái dấu nghi ngờ với lại cái hoài nghi là có khi nào là gửi đồ tới review nên là kiểu nó chỉnh chu lịch sự như vậy không. Nên là anh em nào mà mua đồ mà nó không chỉnh chu hay gì đó, nhớ comment lại để anh em cùng chia sẻ nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một chiếc áo đến từ anh Ye. Thôi mọi người, chiếc áo đến từ anh Ye. Và nếu mà bạn chưa biết anh Ye thì ok, đây anh Ye đây mọi người, anh Ken Ye West. Đây là một chiếc áo in hình của một nghệ sĩ, và cũng là một trong những người mà mình đã rất là thích, cực kỳ thích luôn. Và mình đã từng bị một thời điểm là mình cuồng những sản phẩm của anh chàng này. Thì chắc không cần phải nói, người cũng biết đó là gì gì rồi ha. Nhưng mà cái áo này thật sự lại là một cái áo mà in graphic mà mình cảm thấy ok là ưng đó. Tại vì mọi người thấy nè, nó cũng không đến nỗi là quá lười đó. Đó, và phía mặt trước chúng ta sẽ có một chữ Y với chữ E và như thế này. Chất lượng hình in, cái độ chi tiết và cái độ nét rất là cao nha mọi người. Đó, vải thì chất liệu thì vẫn giống như cái áo hồi nãy thôi. Bo cổ đây cho mọi người xem. Và cái áo này thì vẫn chỉnh chu từ đầu tới cuối về cái việc gọi là đường kim mũi chỉ nha. Rất là chỉnh chu luôn. Size này là size nhỏ nha. Mình thấy nó cũng ngang ngang, nó cũng xem xem mà cũng không có quá nhiều khác biệt. Phía mặt sau cái hình in này nhìn đẹp á, hay. Về phần in mặt sau thì khi mà mình rờ lên mình cảm giác giống như là cái hình in này nó ăn vào trong vải luôn rồi mọi người. Nên là khi các bạn rờ lên các bạn sẽ không cảm giác nó là hình in á. Thì với mức giá tầm 380.000 cho cái áo này thì mình thật sự là mình vẫn thấy là xứng đáng để các bạn mua. Và nếu mà là mình thì chắc là mình sẽ chọn áo này hơn là cái áo 280 này mọi người. Hơn nhau trên lệch cũng gần 100.000, nhưng mà cái áo này thì khá là thường. Nhưng mà áo này thì đẹp nè, nhìn mình cảm thấy mình thích hơn đó. Như vậy nói mình là mình không thích graphic, đúng rồi, là mình không thích những cái graphic mà nó tào lao, mọi người hiểu không? Có nghĩa là những cái graphic nào mà đẹp thì tất nhiên mình vẫn thấy thích chứ mọi người. Giống như là mấy cái graphic đến từ The Builder này mình cũng rất là ưng, tại vì cái graphic nó đẹp, nó thật sự là nó ok la thì mình mới. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. Thì mình sẽ có 3 sản phẩm đến từ Rockstar Studio. Như mình đã từng chia sẻ ở clip trước rồi. Nhưng mà thật sự là đây là anh em trong nhà mà, nên là mình thật sự nha, chia sẻ luôn là nhiều bạn nghĩ là nếu mà chơi thân với mình rồi kiểu quen biết với mình giống như AA Studio đi, đúng không? Thì mình sẽ kiểu dễ tính hơn rồi kiểu muốn là nhờ. Không không nha mọi người. Nếu mà anh em nào làm việc với mình đều biết mình ở ngoài mình chơi rất là thoải mái, nhưng mà riêng vào công việc là nó rất rõ ràng. Cái điều này mình dám khẳng định luôn, tại vì tất cả những người đã làm việc với mình, đặc biệt là những người thân quen thì đều sẽ hiểu tính của mình cực kỳ khó trong việc làm việc, rõ ràng lắm luôn đó mọi người, nên là mọi người yên tâm. Nhưng mà càng thân thì mình lại càng khó. Trải nghiệm lần đầu luôn, tại vì cái áo này bữa mình để quên trong trong cốp xe nên là hôm nay mình mới có dịp để coi. Về cái phần bo cổ này thì mình có cảm giác nó hơi mỏng nha mọi người. Cái bo cổ này mỏng nha, và cảm giác nó cũng không có được đồng màu lắm. Và nếu bạn để ý nó cũng hơi có hiện tượng xù lông lên rồi nè. Đó. Tiếp theo là về phần bề mặt vải ở đây thì ok ra, không có vấn đề. Phía mặt trước chúng ta sẽ có một cái dòng chữ, và đây là một cái áo thun basic thôi. Với mức giá là 350.000 cho chiếc áo thun dễ mang dễ mặc này thì nói chung là tùy nó, các bạn cần để bạn có thể mua. Còn cá nhân mình thì mình đã từng giới thiệu bạn rất là nhiều những cái dòng áo basic rồi, và các bạn thì luôn luôn có rất nhiều sự lựa chọn basic ở kênh của mình. Mình khẳng định một điều là như vậy luôn, nên là đây cũng là một trong những lựa chọn các bạn có thể xem qua. Ở đây
đây thì mình có hai chiếc jacket các bạn sẽ thích đó. Nhưng mà bởi vì bản thân mình thì mình cũng cảm thấy thích hai cái áo này. Trước tiên là về phần jacket này, phần cổ này khá là to. Nhìn nó cũng có một chút gì đó hơi quen quen. Phía mặt trước chúng ta sẽ thấy những cái design khá là lạ như thế này, mọi người xem nè. Bên cái phần túi bên này á thì chúng ta sẽ có một cái miếng giống như là một cái miếng đắp của một chiếc quần double D lên á. Còn bên này sẽ là một chiếc túi. Đây, bên trong là túi thiệt nha mọi người chứ không phải là túi giả. Và túi này sâu. Túi này sâu và các bạn có thể đựng được điện thoại nha. Cái màu xanh này rất là đẹp, thật sự luôn. Cái jacket này mình đánh giá là về phối màu đẹp. Phần zip đây cho mọi người xem, zip là zip YKK. Chất vải kaki này đẹp lắm nha. Size mà mình mang là size S. Và đây là phần lót bên trong. Phía mặt sau thì chúng ta không có gì cả, chỉ có ngay phần tay áo thì chúng ta sẽ có hai cái zip được kéo lên đây và các bạn có thể nới rộng cái phần tay này ra. Như mình đã chia sẻ rất nhiều lần thì những cái phần cổ áo như thế này là mình cực kỳ thích. Tiếp theo là về phần chất liệu. Đâu, chất liệu thì nó vẫn giống như cái áo màu xanh nha mọi người, không hề bị khác chất liệu. Đây là một cái điểm khá là hay. Tại vì thường thì những cái màu mà hiếm hiếm như màu xanh á, nó sẽ không có được chất liệu tốt. Nhưng mà cái đợt này thì cái màu đen với lại cái màu xanh, cái phần chất liệu rất là ok luôn á. Cá nhân mình thì mình nghĩ hai cái màu này là hai màu mà các bạn nên có ở trong tủ quần áo. Tại vì màu đen thì nó là cơ bản quá rồi và nó có thể cân được mọi lúc mọi nơi. Còn cái màu xanh là một cái màu mình cảm thấy nó đẹp. Nhiều bạn nghĩ nó sẽ khó mang đồ nhưng mà mình nghĩ là không đâu, nó sẽ dễ mang lắm. Có nghĩa là bạn có thể mang tất cả mọi thứ nó tối và sau đó bạn sẽ dùng cái áo jacket màu xanh đó làm điểm nhấn thì mình nghĩ là đẹp. Mức giá bán của áo này là 800.000. Thực sự là một cái chiếc jacket như thế này với giá 800.000 thì nó cũng không phải là quá mắc và nó vừa phải để các bạn có thể bỏ tiền ra mua. Ok. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you. Theo thì mình sẽ giới thiệu bạn một chiếc hoodie đến từ một cái brand mà mình được recommend rất là nhiều. Đó chính là Make by in Blue Jason. Đây cho mọi người xem. Cái này hôm qua tôi mới quay TikTok rồi nên là tôi hầu như là tôi đã biết hết và cũng không có gì bất ngờ về cái áo này. Nhưng mà cái áo này cầm lên nặng lắm nha mọi người. Thật sự là nặng tay lắm luôn á. Dày, áo hoodie này dày lắm. Nếu mà bạn nào đang cần một chiếc hoodie thật sự dày thì không thể bỏ qua quả hoodie này. Trước tiên là cái áo này sẽ không có bo nha. Họ sẽ dùng cái chất liệu nỉ bông này để làm cái bo luôn. Đây cho mọi người xem ở phần mặt dưới. Đó. Form con này á, thì mình thấy á, là mọi người mang nó kiểu nó bự, nó thùng thình, mình nhìn không thích một chút nào luôn. Nhưng mà rất là may khi mà mình mang cái này lên mà mình rút nó lại thì nó lại ra được cái form mà mình mong muốn. Chứ còn mà kiểu mà mang theo cái style mà những cái bạn ở bên brand này mang á, thì nó sẽ không hợp với mình. Tại vì có một cái lần là một số bạn nói với mình là thử trải nghiệm cái sản phẩm này đi, mà mình lên mình xem trên shop thì nó bị gọi là ta, nó không hợp gu của tôi, nên là tôi đã nói là tôi không có hợp với gu của tôi nên là tôi không có làm. Nhưng mà hôm nay thì lúc mà tôi trải nghiệm cái áo này thì thật sự là ok, hợp, đẹp, mang lên rất là chiến luôn. Đây cho mọi người xem cái bề mặt bên trong đây nha. Đó, mình nghĩ cái áo này nó nặng là do cái phần nón này nè mọi người. Họ gập đôi cái vải này lại nên là nó rất là dày, cầm lên thật sự rất là nặng tay luôn á. Và phần trên mũi chúng ta sẽ có một cái chữ thêu như thế này. Đây mình sẽ cho các bạn xem, tại vì hôm qua tôi mới soi lúc tôi làm TikTok rồi nên là giờ chia sẻ lại cho mọi người xem luôn. Là cái hình in ở phía mặt sau này không có được chất lượng lắm nha. Đây các bạn có thể thấy mấy cái lỗ không? Cái hình in này nó có mấy cái lỗ nè. Có nghĩa là họ kéo chưa có được đều á, in lụa nè mà chưa in, có in nó chưa được đều á. Đó nên là về cái phần hình in này thì mình đánh giá không có được cao cho lắm nha. Áo lạ dữ ta. Là có nghĩa là cái mặt sau lại có túi mọi người. Áo này mặt sau thì lại có cái túi kangaroo. Là có nghĩa là, à tôi hiểu rồi, là cái áo này nó rất là tiện dụng nha. Giống dạng như mà những cái bạn mà có người yêu á, mấy bạn ngồi ở đằng sau mà người yêu bạn đi đâu mà đi Đà Lạt chẳng hạn mà thấy lạnh quá, thì thay vì thọt vào trong cái túi ở hai bên này,
đúng không? Thọc vừa vào hai cái túi ở hai bên ở mặt trước này, thì chúng ta có thể thọc ở phía đằng sau này nè mọi người. Đó, cứ cái tay trong túi này. Hay hay nha, hay nha. À, dữ á, ý tưởng hay á, mà không biết cái đó ý tưởng của brand hay là ý tưởng của tôi nữa. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có hai cái cọng dây này. Như tôi làm trên TikTok là tôi sẽ nói là ví dụ như mà bạn nào mà có người yêu á, FA thì thôi tua khúc này đi, mấy bạn không biết khúc này đâu, là bạn không có hiểu đâu. Đó là có nghĩa là người ngồi sau mà giật bắt bắt bắt, chạy đi chạy đi. Ok, còn trên đây thì chúng ta sẽ có một cái hàng nút ba cái luôn đó, bịt kín luôn nha mọi người. Nói chung là về phần áo này là chất liệu dày dặn, mình không biết nha, là brand này thì mình thấy những cái sản phẩm này cũng restock mấy lần rồi thì không biết là chất liệu và nó có đồng đều hay không, nhưng mà riêng cái áo mà tôi đang cầm ở đây là rất là sướng nha, áo ngon lành lắm luôn á. Và nếu mà cho tôi nói thật sự là tôi mong các bạn trải nghiệm thử cái áo này, vì nó lên form theo cái kiểu tôi mặc thì cũng rất là đẹp và mang vào rất là ấm, rất là sướng. Nếu bạn FA thì cũng nên mua, bởi vì cái này nó ấm lắm, mùa đông cũng sắp tới rồi. Rồi, đây cho mọi người xem nha. Trước tiên là cái hoodie này là mang vào là mình cảm thấy rất là thích, rất là ấm, rất là đã, rất là sướng. Nhưng mà chỉ có cái điều á là nãy mình nói vậy rồi, hình nên không được đẹp cho lắm. Ở dưới hai bên hông á, chúng ta cũng sẽ có những cái cọng dây rút để các bạn có thể rút nó vào, tạo một cái form nó hơi bốc xì một chút nha. Đó. Rồi đây, rút thử cho mọi người xem nè. Đây, sau khi mà rút thì các bạn có thể làm nó như thế này. Ở bên trong chúng ta sẽ có cái túi. Túi này hơi nông, túi này bỏ điện thoại rớt á. Bấm nút lên coi. Trời ơi, thiết kế gì mà nó nghịch tay dữ tợi. Thôi, nói chung là bấm lên được á mọi người. Tôi thấy là mang về đẹp rồi. Nói chung là áo này đẹp, chất lượng. Cuối cùng trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai sản phẩm mà đến từ cái brand mà lâu lắm rồi tôi mới cầm lại sản phẩm của họ. Có tên là Infect Clothing, một brand đến từ Hà Nội. Lúc đầu nha, tôi vẫn nói một điều là tôi không thích cái áo này cho lắm, nhưng mà cái anh chủ bên đó nói là không, mang được, mấy bạn cũng thích cái áo này lắm. Nhưng mà tôi thấy cảm giác cái áo này nó giống như cái áo ngủ á mọi người, hơn là một cái áo thiên hướng để mà mang ở bên ngoài nhiều. Các bạn có thấy vậy không? Tôi thấy nó giống áo ngủ lắm luôn á, mà tôi mang lên thì tôi vẫn cảm thấy nó giống áo ngủ. Các bạn xem. Thì tôi chia sẻ thiệt thôi, là thứ nhất là về cái chất liệu này rất là mát mà rất là sướng, kiểu giống vậy như là nó mát đó mọi người, nó mát một cái cách dã man luôn. Không, nói vậy nó hơi thần thánh hóa, nhưng mà kiểu nó là mát mẻ nè. Chất liệu nó sẽ hơi bóng bóng một chút như thế này mọi người. Đó. Tiếp theo là về phần thiết kế và design, thì theo góc nhìn và cái cách của tôi nha, cá nhân của tôi thì tôi thấy là cái áo này nó sẽ thích hợp cho cái việc mấy bạn đi biển hay gì đó, và các bạn nằm ở trong những cái resort thì các bạn mang những cái áo này nó sẽ phù hợp. Chứ còn cái việc mà mang cái áo này đi hàng ngày thì tôi nghĩ là nó không quá tiện dụng đâu, thật sự là như vậy. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một chiếc quần cargo band. Đây, lâu lắm rồi tôi mới cầm một chiếc quần cargo band. Đối với lại chiếc quần này á, thì chúng ta sẽ có, tôi thấy trên hình mọi người mang nhìn cái vai nó đẹp dữ, mà sao tôi mang lên nó kiểu nó hơi cụt cụt. Có nghĩa là tôi mang lên thì nó không được hắt chân lắm, mà tôi thì kiểu mang lên nó sẽ bị lùn á mọi người. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế năm nay khá là trendy đây mọi người. Đây, phía đằng trước có một cái zip kéo thẳng, lộ zip như thế này, và một cái nút bấm ở đây. Tôi đang rất là phân vân tại sao cái quần như thế này lại có hai cái cọng dây này. Nó không, tôi không biết là nó sẽ giải quyết được vấn đề gì, bởi vì cái phần chun này nè mọi người, nó đã là một cái gì đó ôm sát vào hông rồi, nên là cái việc mà dùng thêm hai cái dây này tôi thấy nó hơi thừa, mà kiểu nó không đẹp á nha, thật sự luôn là nó không đẹp. Và về cái phần cargo band thì thiết kế đơn giản, chúng ta sẽ có hai cái túi hộp ở hai bên như thế này mọi người. Và nút đây cho mọi người xem, nút thì dễ gắn thôi, nút này tôi không thích lắm nhưng mà cũng ổn rồi. Ở hai bên hông chúng ta sẽ có một cái túi nữa, và đây có một cái zip, đến xem coi. Cái zip này là một cái túi nhỏ nha mọi người, các bạn có thể đựng một số tiền ít trong đây. Zip thì không quá mượt đâu, nó vừa phải thôi, cũng không quá mượt. Và ba nút này thì là mở toàn quát ra luôn nha, chứ không hề có một cái zip nào ở trong đây để các bạn có thể mang dạng ống loe nha, không có nha. Phần mặt sau thì các bạn có thể thấy chúng ta sẽ có hai cái túi hai bên hông. Đây là đường kim mũi chỉ nha. Thực sự là đây là một cái brand rất là nhiều cảm xúc với tôi, tại vì tôi nhìn cái con số này nè mọi người, 2017.
cũng là một cái thời điểm mà tôi mới bắt đầu làm YouTube luôn á, là tôi cũng review mấy cái flannel của brand này. Và ngày trước tôi cũng đã từng có một tháng làm KOL đi chụp hình, thì tôi cũng chụp cho cái brand này. Và đây cũng là cái brand cuối cùng mà tôi nhận chụp hình luôn. Sau một tháng, đây cũng là cái brand cuối cùng mà tôi nhận chụp hình luôn. Nói chung là cũng nhiều kỷ niệm với cái brand này. Hình như là brand này 27, thì tôi làm YouTube cũng đâu đó 27, 28 gì đó, nó khoảng đó. Và hôm nay được làm lại sản phẩm, cảm xúc vẫn rất là ok la. Cái quần này màu nâu, bây giờ thì mang lên cho các bạn xem thử, ok. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past, and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because...